tôi xin đọc cái bài Tiễn Người Đi của lính già Trần Nam Ca. Nhưng mà nếu mà các bạn biết lính già Trần Nam Ca là ai thì cũng không có xa lạ gì với chúng ta hết. Đó là anh Hồng Quỳnh Thêm. Anh đi một sớm tàn đông, anh đi để lại phản vọng tiếc thương. Nhớ từ dạo quê hương tan tóc, anh chung tàu dân tộc lầm than. Phận di cư kiếp bạc ngàn, dốc lòng khôi phục giáng sang. Mang thân phận lưu gia phong gia lạc bước, nuôi chí hùng vì nước vì dân. Đôi nàng gỗ khắp xa gần, câu ca tiếng hát góp phần nhau cứ ngỡ trong mơ, tình
là lúc nãy anh có khi cái bản thân không
bạn và ngày xưa.